Kính chào quý vị khán giả. Chuyện hãng hàng không bán nhiều vé hơn số lượng ghế trong máy bay được báo chí châu Âu xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Tờ La Vanguardia của Tây Ban Nha trong bài hãng United dùng bạo lực đuổi hành khách ra khỏi máy bay có viết: hãng hàng không Mỹ chống chế rằng gạt bớt một số khách khi máy bay đã kín chỗ là hợp pháp. Thế nhưng thiếu gì cách mà phải bạo lực đến mức ấy? Mà tại sao lại không giải quyết vấn đề khi mà hành khách chưa lên máy bay? Theo bài báo thì năm ngoái tại Mỹ có tới 40.000 người không được lên máy bay mặc dù có vé. Các vụ đó được giải quyết êm thấm, đâu cần tới vũ lực. Các hãng hàng không dám bán nhiều vé hơn số lượng ghế trong máy bay vì có từ 3 đến 5% những người đã mua vé rồi nhưng phút cuối lại trả vé hay là bỏ hẳn chuyến bay. Tờ Público ra tại Bồ Đào Nha cho rằng bán nhiều vé hơn số lượng ghế là điều ác có thể chấp nhận được. Thậm chí là nếu cách này bị cấm thì vé máy bay sẽ đắt hơn. Chưa kể lãng phí nhiên liệu khi máy bay phải bay với nhiều ghế trống. Nếu toàn bộ những người có vé đều tới thì hãng hàng không buộc phải thuyết phục vài người chấp nhận bay chuyến sau, thậm chí là đợi tới ngày hôm sau. Ban đầu là thông báo ai đồng ý bay chuyến sau sẽ được mời lên ngồi hạng ghế thương gia hay là hạng nhất. Thế tiếp đó là đề nghị tặng một khoản tiền và tăng dần số tiền cho đến khi có đủ số người đồng ý. Ngoài ra là đồ ăn, thức uống, thậm chí là tiền thuê khách sạn trong lúc chờ đợi cho những người đã gợi bí cho chuyến bay. Như vậy hãng hàng không vẫn có lợi, bởi vì theo đúng luật thì tiền bồi thường nhiều hơn hẳn tiền mua vé, có trường hợp cao gấp vài lần giá vé. Một số người thạo luật và có kinh nghiệm đã tận dụng cách này để đi chơi không tốn tiền. Trong số 50.000 hành khách không lên được máy bay mỗi năm tại Anh, theo tờ Tin Điện Buổi Tối, nhiều người cố tình mua vé đi những chuyến đông khách nhất vào đầu kỳ nghỉ dài chẳng hạn. Khi hãng hàng không hỏi xem là có ai tự nguyện đi chuyến sau hay không, họ sẽ đồng ý vào đúng thời điểm mức bồi thường là cao nhất. Đi chơi mà, đến muộn một ngày cũng chẳng sao cả. Khéo léo thì còn dôi ra được cả ít tiền nữa. Hai bên đều có lợi. Đây cũng là một trong những lý lẽ mà các hãng hàng không đưa ra để biện minh cho việc cố tình bán nhiều vé hơn số lượng ghế. Đó là một số bài trên báo chí tuần qua. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.